Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi. Đây là tài khoản nãy tôi cũng có phát livestream rồi, thì đây chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận. Nhà đầu tư có thể đánh giá được gì nhỉ? Khi các bạn biết giao dịch thì các bạn tiền của các bạn có thể kiếm được về hay là không? Tôi không cần quan tâm ở trên thị trường các bạn giao dịch theo cái kiểu gì. Tôi chẳng cần quan tâm đến này nhỉ. Xung quanh họ giao dịch theo cái phương pháp gì tôi cũng đéo cần quan tâm, là mẹ chúng mày vào bạn đây bao nhiêu năm ở trong nghề tôi cũng đéo cần quan tâm một thứ này nhỉ. Bản thân các bạn biết được đến bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu giá trị gì ở trong thị trường này. Thì đây là nhìn nhỉ, những giá trị thực tiễn tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận lại ở trên thị trường. Chúng tôi mong muốn rằng những cái kiến thức này các bạn có thể gì nhỉ, hiểu và gì nhỉ, đánh giá cho thật đúng thế nào là đầu tư ở trên thị trường. Chỉ có giá trị ở thực tiễn thì mới có thể gì nhỉ, bản thân các bạn mới đem được giá trị về cho chính bản thân mình khi tham gia vào trong thị trường này mà thôi. Đây là những điều mà nhà chúng tôi chia sẻ để các bạn nhìn nhận lại và đánh giá cho con đường mà các bạn cần phải đi ở trên thị trường. Các bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền ở trên thị trường đó là do khả năng của các bạn, chứ không phải do biểu đồ nó sẽ chỉ ra cho các bạn sẽ phải làm gì. Tôi chưa bao giờ nhìn vào những giá trị ở trên biểu đồ giao dịch Forex. Đây là điều mà tôi chia sẻ để cho các bạn nhìn thấy. Chỉ có một thứ thực tiễn ở trên thị trường này thì các bạn thấy và tự đưa ra đánh giá, đó là tôi là người duy nhất ở trên thị trường này dám chứng minh cho các bạn thấy rõ là bản thân tôi có giao dịch live hay là demo. Chính vì thế đây mới là giá trị để các bạn đánh giá. Đây cũng là nhà học viên thì cũng ở trên khắp mọi nơi, trên mọi miền đất nước, thì cũng có cả trong nước và ngoài nước. Thì mọi người có cả những người đi theo tôi 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm và cũng có những người mới. Thì trong những đợt này thì toàn bộ học viên mới trên thị trường hãy nhìn vào những giá trị mà bản thân tôi và những người đã đồng hành với tôi trong những thời gian dài. Và gì nhà tự đưa ra những cái điều mà bản thân các bạn còn đang thiếu sót và những lời khuyên của bản thân tôi để cho các bạn thấy rõ được cái nhà để các bạn có thể kiếm được ra giá trị trong đầu tư cho bản thân các bạn ở trên thị trường. Các bạn phải cần cả một quá trình, cần cả một cả thời gian và cần cả sự trải nghiệm ở trên thị trường. Các bạn đừng có mong rằng các bạn đốt cháy giai đoạn là để các bạn có thể thành công. Đốt cháy giai đoạn mà thành công thì xin lỗi các bạn, sẽ chẳng bao giờ có nhiều người nghèo như vậy ở trên thị trường này mà đâu. Các bạn nên nhớ rằng rất là nhiều người đã dạy cho các bạn những thứ kiến thức vô giá trị ở một thứ không chứng minh được giá trị của bản thân họ ở trên thị trường này là gì nhỉ, kiếm được ra tiền hay là không. Mà gì nhỉ, nó chỉ dạy cho các bạn một thứ giá trị là kiếm được, lao vào thị trường này một cách vô bổ, lao cho vào thị trường này một cách vô giá trị. Học xong là phải ra mở tài khoản, học xong là phải ra đánh like ngay ở trên thị trường. Đây là điều mà các bạn cần phải hiểu. Là bản thân chúng ta có đi được ở trên thị trường hay không là phải có thời gian trải nghiệm, cần phải có thời gian vấp ngã, cần phải có thời gian để chúng ta hiểu rõ những giá trị mà chúng ta phải bỏ ra để đem được về ở trên thị trường đầu tư. Đầu tư không phải là giá trị manh mún để cho bản thân chúng ta gì nhỉ, nhìn thấy một lệnh chúng ta ăn bao nhiêu bíp ở trên thị trường, mẹ xin lỗi, con cả cái ăn 70 bíp ở trên thị trường ăn được có 7 đô, tôi đéo tin mấy cái thằng đấy ở trên thị trường. Một bíp ở trên thị trường tôi trả giá 10 lót khác hẳn á, một thằng chỉ trả giá trên thị trường chỉ có 0,01 ở trên thị trường. Các bạn cần phải hiểu rõ điều đấy. Thị trường đầu tư là bản thân chúng ta khi tham gia vào trong giao dịch, chúng ta phải đánh giá rõ các giá trị ở trên thị trường đó và để chúng ta trả giá. Mà để mà chúng ta trả giá cho sự thành công thì chúng ta phải có những sự thất bại và phải có những sự va vấp ở trên thị trường. Chúng ta đéo có sự thất bại trên thị trường thì lại lấy chó gì ra mà chúng ta có kinh nghiệm để mà chúng ta tồn tại ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thằng nào cũng nói là nhà phải ăn nhiều bíp, thì nhà cũng kêu là nhà tại sao ăn ít bíp. Tôi đéo cần biết là ăn bao nhiêu bíp, tôi chỉ cần biết là tôi sẽ kiếm được ra bao nhiêu tiền ở trên thị trường này cho chính bản thân. Những lần mà tôi giao dịch vào thì thị trường trên những tài khoản thích hợp mấy cả bản thân từng phương pháp mà tôi sẽ vận dụng, ít bíp hay nhiều bíp cuối cùng của một phương pháp về đầu tư đó chính là gì nhỉ, giá trị chúng ta sẽ kiếm được ra bao nhiêu tiền cho bản thân chúng ta ở trên các cái cơ hội đầu tư đó. Chứ không phải là gì nhỉ, mẹ cứ đi phân tích thế này hay thế kia, bản thân nó chỉ là những thằng xúi dục lệnh ở trên thị trường chứ không phải là nhờ bản thân nó là những người đưa cho các bạn giá trị trong thị trường giao dịch Forex này. Chúng ta nên nhớ rằng thứ giá trị duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex là thứ giá trị mà bản thân chúng ta phải nhìn nhận, phải hiểu được nó và gì nhà chúng ta phải thấy được
những cái thực tiễn ở trong thị trường, thì đó mới là chính là thứ giá trị mà chúng tôi hướng đến, và ngay cả bản thân các bạn cũng phải là người hướng đến ở trên thị trường này. Thứ giá trị vô giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex là thứ giá trị mà bản thân cái thằng nó nói với cả các bạn, một tháng nó kiếm được 30% ở trên tài khoản hay là 50% ở trên tài khoản ổn định. Tôi khẳng định những cái thằng chó đó ở trên thị trường đéo bao giờ kiếm được ra giá trị đấy. Bởi vì vấn đề nhà bạn cứ thử hỏi nó xem, nó có cho các bạn coi được tài khoản giao dịch của nó hay là không. Khi các bạn hỏi đến coi tài khoản của nó thì nó sẽ trả lời mấy cả các bạn một vấn đề đó nhờ. Tài khoản này đây nhờ, cho các bạn coi thì xui hay là nhờ. Cho các bạn coi tài khoản là điều nhạy cảm. Đây là vấn đề là riêng tư. Riêng tư cái chó gì ở trên thị trường này, khi mà thì nhà bản thân các bạn sẽ phải là người đóng tiền để cho những cái dịch vụ của nó, ví dụ như copy lệnh hay tài khoản farm hay nhận tư vấn chiến lược ở trên thị trường, hay thậm chí cả mua kiến thức, những giá trị đều của bản thân chúng nó khi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thằng nào cũng dương dương tự đắc rằng nhà bản thân nó là chuyên gia hay quản lý quỹ này hay là quỹ kia, 5 năm 10 năm ở trong nghề và gì nhỉ, đọc biết bao nhiêu cuốn sách và biết bao nhiêu phương pháp. Nhưng một điều quan trọng nhất ở trên đầu tư đó là những con số mà phải được chứng minh bằng thực tiễn thì nó lại không làm được với cả chính bản thân các nhà đầu tư ở trên thị trường. Và tại sao các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường giao dịch này 95% chết đó là nhỉ? Bởi vì những cái thứ suy nghĩ đồ trụy của những cái thằng không làm được ở trên thị trường này nó đã tác động vào chính các bạn. Nó cho các bạn một thứ thôi nhỉ, là thị trường này có thể tạo ra những giá trị dễ ở trên thị trường này, tất cả cùng win. Thị trường đầu tư các bạn phải hiểu rằng trong thị trường giao dịch đầu tư không có tự tạo ra các giá trị, mà bản thân những nhà đầu tư có thể kiếm được giá trị tiền cho bản thân họ ở trên thị trường chỉ có một thứ duy nhất là gì nhỉ, họ phải trải qua cả một quá trình, họ phải luyện tập, trải qua cả một quá trình họ phải vấp ngã, dần dần họ mới tự đúc kết được cho bản thân mình những giá trị phù hợp mới bản tính, phù hợp với cả những nguồn vốn và những cái cơ hội khi mà họ tham gia vào trong thị trường. Đây là điều mà Trung tâm Đào tạo Forex chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ. Không có một ai ở trên thị trường này nói dạng với cả các bạn rằng gì nhỉ, họ sống lâu trên thị trường này và gì nhỉ, họ biết nhiều kiến thức, sống lâu ở trên thị trường này mà đéo kiếm được ra tiền, chỉ là thằng trẻ trâu trên thị trường này và nhiều năm ở trong thị trường này. Các bạn nên nhớ rằng giữa giá trị của những tài khoản khác nhau là những giá trị phần trăm khác nhau ở trên thị trường, giữa những giá trị bằng thực tiễn ở trong đầu tư không có giá trị sống lâu trong nghề, và chỉ có một thứ giá trị thước đo duy nhất bạn kiếm được ra bao nhiêu tiền ở trên chính những thị trường mà bản thân các bạn dẫn thân vào trong đó mà thôi. Đây là điều mà tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn nhìn nhận và hiểu rõ. Đây không phải là một lần tôi live stream, đây cũng không phải là gì nhỉ, 2-3 lần mà tôi live stream suốt 7-8 tháng qua liên tục, ngày nào hàng ngày tôi rảnh là tôi live stream. Trong suốt những quá trình mà tôi tham gia vào thị trường, tôi đã sâu full tài khoản giao dịch và hướng dẫn cho toàn bộ các bạn nhìn nhận và để đánh giá rõ các giá trị tài khoản, như thế nào là tài khoản đúng, như thế nào là tài khoản bịp bợm, để cho nhà đầu tư nhìn nhận rõ điều này. Và mong muốn rằng nhà đầu tư qua những cái live stream này, nhà đầu tư có thể suy ngẫm lại các quá trình mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Mời nhà đầu tư theo dõi.